Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiệu. Ngày hôm nay thì các bạn xem video có thấy điều gì mới không ạ? Vâng, vừa nhìn vào video thì chắc hẳn các bạn đã thấy có một không khí Giáng sinh ùa về rồi phải không ạ? Kênh YouTube của Thiệu thì là một kênh YouTube cũng khá là mới thôi và mình cũng chỉ mới thực sự tập trung vào việc review các sản phẩm nhạc cụ trong khoảng tầm 8 tháng trở lại đây thôi. Tuy nhiên, mình đã rất là bất ngờ bởi vì kênh của mình đã được tất cả mọi người ủng hộ và xem video của mình rất là nhiều. Và để thay lời cảm ơn thì trong suốt thời gian qua mình đã luôn cố gắng, nỗ lực và cũng như là đầu tư nhiều hơn để có thể có được những cái video thật sự chất lượng và có những cái hình ảnh thật là đẹp và sắc nét để truyền tải với các bạn những cái thông tin về sản phẩm cũng như là một cái kênh YouTube để các bạn có thể tham khảo về các sản phẩm nhạc cụ. Và mình cũng hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ luôn được tất cả mọi người ủng hộ bằng cách là bấm like và bấm nút đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những cái video mới nhất các bạn nhé. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây đàn piano đến từ thương hiệu Casio. Đó chính là cây đàn Casio PX700. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là cây đàn này có những cái tính năng gì thú vị các bạn nhé. Nếu như trước đây để sở hữu được một cây đàn piano thì chúng ta sẽ phải đầu tư rất là nhiều, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Những cây đàn piano ngày xưa thì thông thường có một cái kiểu dáng thiết kế rất là to và cồng kềnh và không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu được nó. Tuy nhiên, công nghệ ra đời thì những cây đàn piano của chúng ta đang ngày trở nên nhỏ gọn hơn và linh hoạt hơn, cũng như là cái giá thành của đàn piano ngày càng trở nên rẻ hơn để có thể dễ dàng tiếp cận được với nhiều người sử dụng hơn. Đặc biệt là ở Việt Nam, nếu như các bạn tìm những cây đàn piano đã qua sử dụng thì cái mức giá của nó lại càng rẻ hơn nữa. Và mình có để ý rằng cái xu hướng hiện đại ngày nay, đặc biệt là ở những khu vực thành phố thì mọi người thường lựa chọn cho mình những cây đàn piano với cái kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt để có thể phù hợp được với những căn phòng nhỏ hơn. Và để đáp ứng được cái nhu cầu của người sử dụng thì mỗi hãng sản xuất đàn piano đều cho ra mắt những cái dòng sản phẩm có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Nếu như đối với dòng Yamaha thì chúng ta sẽ có những cái dòng như là dòng P hay là dòng IDP là những cây đàn có một cái kiểu dáng thiết kế rất là nhỏ gọn mà trước đây mình đã review với các bạn rất là nhiều. Thì ở hãng đối thủ là hãng Casio thì cũng có một cái dòng đàn có một cái kiểu dáng thiết kế như vậy, đó chính là dòng PX của Casio. Dòng PX thì có lẽ rằng nó là một cái dòng đối thủ với dòng IDP của Yamaha với cái kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, vỏ gỗ, cũng như là mang cho mình những cái công nghệ, những cái âm thanh cũng khá là tốt để có thể phù hợp với những người mà với cái nhu cầu sử dụng để học tập cũng như là để giải trí. Cây đàn Casio PX700 này là một cây đàn có một cái kiểu dáng thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Chúng ta có một cây đàn với cái chiều dài, tức là chiều ngang của cây đàn này là khoảng 1m37cm, chiều cao của cây đàn này là khoảng 80cm, cùng với chiều sâu, tức là chiều rộng của cây đàn này thì nó khoảng tầm 30cm. Nếu như chúng ta nhìn vào thiết kế thì thậm chí là cây đàn PX700 này còn có kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn hơn cả dòng IDP của Yamaha, bởi vì những cây đàn IDP thì thông thường có một cái chiều rộng, tức là chiều sâu nó khoảng tầm 38-40cm. Sở dĩ là cây đàn Casio này có kích thước nhỏ gọn hơn là bởi vì hãng Casio họ thiết kế cái nắp đậy của cái phím đàn có một cái kiểu thiết kế nắp gập rất là linh hoạt để có thể tiết kiệm không gian cho cây đàn, giúp cho những cây đàn của chúng ta trở nên là nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái nhược điểm, bởi vì thường thì những cây đàn mà có cái cơ chế nắp gập như thế này thì khi mà chúng ta nắp ra nắp vào thì nó sẽ không được mượt mà và linh hoạt giống như những cái nắp đậy đàn bình thường. Như ở trên đàn IDP của Yamaha ấy, thì cái nắp của chúng ta đẩy ra rất là nhẹ nhàng và êm ái. Tuy nhiên thì những cây đàn Casio PX ấy, thì thông thường là những cái nắp đậy này khi mà chúng ta mới mua ấy, thì nó cũng khá là linh hoạt. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì những cái nắp gập trở nên nó sẽ khó, tức là đóng ra đóng vào nó sẽ khó khăn hơn. Nếu nói về cái điểm cộng cho cái phần thiết kế của cây đàn Casio PX700 này thì có lẽ rằng mình thích nhất cái kiểu thiết kế với cái loa của cái cây đàn này. Thông thường thì như các bạn cũng biết, để có được một cây đàn piano có thiết kế nhỏ gọn thì chúng ta sẽ phải hy sinh cái bộ loa, nó cũng sẽ nhỏ theo và cái công suất nó cũng vừa phải. Chính vì vậy cho nên là những cái loa của những cây đàn khác hoặc hay là những cái cây đàn IDP chẳng hạn thì thông thường là cái loa của nó sẽ nhỏ với cái công suất cũng nhỏ, cho nên là loa của nó nghe thường là nó sẽ mỏng và nó không được ấm tiếng cho lắm, nó không được dày bass cho lắm.
Tuy nhiên thì ở trên cây đàn PX700 này thì hãng Casio họ đã rất thông minh. Họ thiết kế một cái phần thanh ngang vừa là cái phần để đỡ cho cái cây đàn này trở nên chắc chắn hơn. Nó kiêm luôn một cái bộ phận hộp cộng hưởng cho cái bộ loa trên cây đàn này. Với cái công suất mỗi bên loa là 8W, tức là chúng ta sẽ có một cái hộp loa với tổng công suất là 16W. Thì cây đàn này của chúng ta có một cái âm thanh ở trên loa cũng khá là hay, mình đánh giá là khá là tốt và nó cũng khá là ấm. Tất nhiên để so sánh với những cây đàn như là dòng CLP của Yamaha hay là những cây đàn to hơn ấy, thì nó sẽ chưa được hay bằng đâu. Tiếp theo nói về các cổng giao tiếp ở trên cây đàn này thì mình thấy rằng cây đàn này sẽ có hai cái cổng để chúng ta có thể cắm tai nghe. Và khi chúng ta cắm tai nghe thì cái loa đàn sẽ ngắt đi để chúng ta không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngoài ra thì trên cây đàn này chúng ta cũng có hai cái cổng MIDI in và out, cũng như là có một cái jack nguồn. Cây đàn này sẽ sử dụng nguồn đổi 12V các bạn nhé. Với những cây đàn piano khác thì chúng ta cắm điện lưới trực tiếp. Tuy nhiên thì trên cây đàn PX700 này thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc 12V đi kèm để sử dụng cái nguồn 12V. Ngoài ra thì cây đàn này chúng ta cũng sẽ có đầy đủ 3 chân pedal. Và tính năng và tác dụng của nó thì mình đã có một cái video giới thiệu với các bạn rồi. Cây đàn Casio PX700 này thì được Casio sản xuất vào khoảng năm 2008 đến 2010 các bạn nhé. Có nghĩa là đến nay thì cây đàn này đã có cái tuổi thọ là khoảng tầm 12 đến 14 năm rồi. Và cái mức giá hiện tại của cây đàn này, nếu như các bạn đã mua một cây đàn qua sử dụng thì mình có tham khảo được ở trên thị trường thì nó sẽ dao động khoảng tầm 9 đến 10 triệu các bạn nhé. Nhận xét về phần âm thanh của cây đàn PX700 này thì mình thấy rằng nó có một cái âm thanh cũng khá là tương đồng với những cây đàn PX khác, cũng như là nó cũng khá là na ná giống với những dòng IDP của Yamaha. Cái âm thanh của nó có một cái đặc điểm đó là nó thiên sáng. Âm thanh của chúng ta thì nghe nó sẽ hiện đại và có một cái gì đó rất là nhẹ nhàng. Và có lẽ rằng nó sẽ phù hợp với những cái thể loại như các bạn là chơi nhạc trẻ hoặc là chơi những cái bản cover, nó sẽ rất là thích hợp. Còn nếu như các bạn để ý song soi kỹ hơn hoặc là những bạn khó tính hơn thì chúng ta nghe cái cây đàn này thì nó sẽ hơi thiếu phần bass một chút. Có nghĩa là cái phần bass của nó sẽ không được trầm ấm và nó không được khỏe giống như những cái cây đàn đời cao hơn. Đó, còn âm thanh thì nó sẽ mang màu sắc nhẹ nhàng, mang màu sắc thiên sáng, nó giống như những dòng PX, giống như những dòng IDP của Yamaha các bạn nhé. Về tổng quan thì mình cũng khá là thích cái màu sắc âm thanh này, bởi vì mình là một người cũng khá là trẻ thôi. Đó, cho nên là mình cũng thích những cái bản nhạc nhẹ, những bản nhạc cover hơn. Còn nếu như các bạn chơi hay chơi cổ điển hoặc là chơi những bản nhạc ra chẳng hạn, cần cái âm thưởng nó khỏe khoắn một chút ấy, thì có lẽ rằng cái PX700 này nó sẽ chưa đáp ứng được. Đó. Còn nếu mà so sánh cây PX700 này với những cây đàn trong cùng phân khúc giá thì mình thấy rằng cái âm thanh của nó cũng khá là hay rồi các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ nói về hệ thống bàn phím ở trên cây đàn PX700 này. Đây là một cây đàn piano tiêu chuẩn, chính vì vậy nên là nó sẽ có 88 phím bấm tiêu chuẩn giống như những cây đàn piano khác các bạn nhé. Và cái phím bấm của cây đàn PX700 này của chúng ta sẽ có cái mức cảm ứng lực của nó là ở 32 mức độ khác nhau. Đó, cho nên là về cái độ nhạy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá là ok và chơi thì cũng sẽ rất là nhạy và âm thanh ổn. Đó, tuy nhiên thì cái phím bấm của những cây đàn Casio PX này thực sự là mình không được đánh giá cao cho lắm. Và nếu như chúng ta đem so sánh với phím bấm của dòng IDP của Yamaha, cái cùng phân khúc và của đối thủ ấy, thì mình thấy rằng cái phím của Yamaha vẫn nhỉnh hơn các bạn nhé. Đó là bởi vì ấy, cái dòng PX này nếu các bạn để ý kỹ ấy, khi mà chúng ta chơi ấy, thì cái phím bấm của nó sẽ hơi kêu một chút. Và cái đây cũng là một cái nhược điểm ở trên dòng PX này. Ngoài ra thì cái phím bấm của cây đàn này nó có một cái trọng lượng lực nhấn cũng tương đồng với dòng IDP. Tức là nó sẽ ở mức khá nặng. Nó chưa thực sự nặng được như đàn cơ. Mình nghĩ là nó chỉ được tầm độ 8 phần thôi. Tức là về cái lực bấm. Đó. Nhưng nếu mà so với những cây đàn khác đời cũ hơn ấy, thì có lẽ rằng cây đàn PX700 này cũng có một cái phím bấm tốt rồi. Nhưng một điểm tiếp theo nữa mà mình trong nhiều video mình cũng đã nói với các bạn ấy, thì là thông thường những cây đàn Casio, nhất là dòng PX này, thì nó có một cái phần đệm phím cao su ấy. Thì thông thường khi mà chúng ta sử dụng khoảng tầm 15 năm thì cái cao su nó sẽ bị mục ra và nó sẽ bị hỏng. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ phải thay mới cái phần đệm cao su này. Và cây đàn này mình đang review các bạn thì cũng là một cây đàn đã được thay mới phần đệm cao su rồi. Đó, cho nên thì các bạn cũng để ý, nếu như các bạn mua lại những cây đàn này của người sử dụng thì các bạn cũng phải kiểm tra kỹ cái phần phím các bạn nhé.
Còn nếu như mua ở các cửa hàng thì thông thường là các cửa hàng họ sẽ thay cái đệm cao su mới cho các bạn, cho nên là các bạn có thể sử dụng một cách ổn định được. Tiếp theo, nói về phần chức năng ở trên cây đàn này thì các bạn có thể nhìn thấy thì toàn bộ những cái phím điều khiển của chúng ta sẽ được bố trí ở bên phía bên tay trái của cái cây đàn này. Chúng ta có những cái núm vặn để điều chỉnh âm lượng ở trên cùng. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái nút function. Cái nút function này nó là nút chức năng. Khi mà chúng ta bấm giữ nút function này kết hợp với một cái phím đàn ở trên cây đàn này thì chúng ta sẽ có lựa chọn những cái tính năng, ví dụ như là chúng ta có thể chuyển tiếng đàn grand piano này, chuyển những cái tiếng đàn khác như là tiếng đàn harpsichord, tiếng đàn organ, tiếng đàn string đó. Cũng như là chúng ta có thể chọn những cái phần bài hát, điều chỉnh nhịp, cũng như là mở cái phần điều chỉnh metronome, tức là phần gõ nhịp ở trên cây đàn này. Thì cái nút function này của chúng ta sẽ bấm giữ và kết hợp với một cái nốt ở trên phím đàn các bạn nhé. Ngoài ra thì bên dưới chúng ta sẽ có một cái nút start stop. Cái nút start stop này thì là nút play và dừng nhạc thôi. Nếu như chúng ta muốn nghe những bản nhạc demo của cây đàn này thì chúng ta sẽ bấm giữ nút function và nút start stop này, bấm giữ thì nó sẽ mở cái bài hát demo của cây đàn này lên các bạn nhé. Tiếp theo nữa, bên dưới thì chúng ta cũng có một cái nút record này. Cái nút record này thì là để cho chúng ta có thể lưu lại một đoạn nhạc mà chúng ta chơi để chúng ta có thể nghe lại. Bên dưới cái nút record thì là một cái nút metronome. Metronome là cái nút bật cái phần gõ nhịp ở trên cây đàn này lên. Để những bạn mà mới học ấy, thì chúng ta có thể mở lên để giữ nhịp, để chúng ta không bị đánh nhanh quá hay là đánh chậm quá. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái nút split, tức là cái nút chia bàn phím ra. Khi mà chúng ta chơi thì chúng ta có thể chia bàn phím ra thành hai phần. Một phần là đánh piano hay một phần là đánh tiếng bass chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn tùy, tức là mình có thể chia ra thì để có thể chơi. Ngoài ra thì cái nút cuối cùng này là cái nút grand piano, tức là chúng ta bấm vào nút này thì nó sẽ chuyển nhanh về cái tiếng đàn grand piano cho chúng ta. Còn ngoài ra thì ở trên cây đàn này chúng ta vẫn có những cái âm thanh khác như là tiếng đàn grand piano 1, grand piano 2, tiếng đàn electric piano, tiếng đàn harpsichord, tiếng đàn organ, tiếng đàn string, tiếng đàn bass, vân vân. Đấy, thì đây là những cái tiếng đàn ở trên cây đàn này các bạn nhé. Tổng kết lại thì mình thấy rằng cây đàn PX700 này của Casio có một vài những cái ưu điểm chúng ta có thể kể ra như sau. Đầu tiên là cái phần thiết kế của cây đàn này nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Tuy nhiên thì cái điểm mạnh nhất của nó đó chính là cái thiết kế của nó vô cùng nhỏ gọn. Và có lẽ rằng đây cũng là một trong những cây đàn piano có thiết kế nắp đậy mà có cái kích thước nhỏ gọn nhất. Tiếp theo nữa, một cái yếu tố mà mình cũng rất là thích ở trên cây đàn này đó chính là cái bộ loa của cây đàn này. Và âm thanh của cây đàn này thì mình thấy rằng nó cũng khá là hay. Và có lẽ rằng nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà yêu thích những cái bản cover nhẹ nhàng, những cái bản nhạc tình cảm, những bản nhẹ nhàng thì nó sẽ rất là phù hợp. Và nếu mà nói về cái phần nhược điểm ở trên cây đàn này thì có lẽ rằng mình sẽ chưa thích lắm ở cái phần bàn phím của cây đàn này. Khi mà chúng ta bấm thì nó vẫn còn hơi kêu một chút. Cũng như là cái phần nắp đậy của cây đàn này, tức là phần nắp gập này. Cái thiết kế nắp gập trên những cây đàn Casio thì thông thường là nó sẽ hơi khó khăn một chút cho chúng ta trong quá trình mở ra đóng vào. Chứ nó không được mượt mà hay là êm mượt giống như là những cây đàn IDP của Yamaha các bạn nhé. Như vậy thì vừa rồi mình đã review nhanh với các bạn về những cái thông tin của cây đàn Casio PX700 này. Và hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ thì sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn cho mình một cây đàn piano phù hợp. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.